sơ tuyến tiền liệt là một căn bệnh khó chữa. Điều trị căn bệnh này là một vấn đề khá đau đầu của nền y học. Thế nhưng đông y lại có một vị thuốc có khả năng hỗ trợ điều trị u xơ tuyến tiền liệt vô cùng hiệu nghiệm, chính là rễ cây hồng quân. Vậy công dụng cụ thể của loại dược liệu này đối với điều trị u xơ tuyến tiền liệt là như thế nào và cách dùng đúng là gì nhỉ? Có thể bạn đã quá quen thuộc với cây bồ quân hay còn gọi là cây mùng quân vì đây là một loại cây khá phổ biến ở miền Bắc. Quả hồng quân đỏ lựng, chấm muối, ăn chua ngọt cực ngon, được bày bán ở mọi nơi. Nhưng ít ai biết công dụng vô cùng đặc biệt của nó đối với những bệnh nhân u xơ tuyến tiền liệt. Theo y học hiện đại, rễ của cây bồ quân có chứa alkaloid và tannins cùng rất nhiều thành phần dược tính khác, có tác dụng chữa các chứng tiểu dắt, tiểu khó, đau vùng bàng quang. Đông y có bài thuốc nước sắc từ rễ cây bồ quân rất tốt cho đàn ông trung niên có các triệu chứng tiểu khó, đi tiểu mót dặn lâu, đi tiểu đêm nhiều lần gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như giấc ngủ sinh lý, cảm giác đi không hết bãi, hơi thở nồng, đau ê ẩm ở vùng mọng đái, bàng quang. Cách nấu rễ bồ quân khá đơn giản. Bạn dùng rễ bồ quân đã phơi khô, đem đun sôi với nước, nấu 3 chén cô lại còn 1 chén, dùng uống ngày 2 lần. Sử dụng từ 3 ngày trở lên, tình trạng đã cải thiện hẳn. Đầu tiên, bạn sẽ lấy lại được giấc ngủ ngon, tinh thần thoải mái hơn. Sau 20 ngày uống liên tục, bạn có thể cảm nhận được rõ ràng sự cải thiện, các triệu chứng giảm đi đáng kể. Một nghiên cứu cho thấy, trong 20 bệnh nhân u xơ tuyến tiền liệt, sau khi điều trị bằng việc uống nước sắc rễ bồ quân, thể tích khối u giảm đáng kể, các triệu chứng rối loạn bài tiết nước tiểu được cải thiện rõ rệt. Đồng thời qua siêu âm còn nhận thấy thể tích bàng quang co trở lại gần như mức bình thường. Khi áp dụng bài thuốc từ rễ cây bồ quân chữa u xơ tuyến tiền liệt, để việc điều trị đạt được hiệu quả cao nhất, người bệnh cần lưu ý một số điều sau. Kiên trì thực hiện bài thuốc mỗi ngày, nếu xảy ra bất cứ dấu hiệu bất thường nào, cần hỏi ngay ý kiến của bác sĩ. Luôn giữ tinh thần thoải mái, dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và tránh để bị stress. Không nên uống quá nhiều nước, đặc biệt là vào buổi tối để tránh tình trạng đi tiểu đêm. Hạn chế ngồi hoặc đứng cùng một vị trí, quan hệ tình dục nhẹ nhàng. Bên cạnh chế độ sinh hoạt, người bệnh cũng cần ăn uống lành mạnh, tránh xa các nhóm thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ và muối. Rễ cây hồng quân là một dược liệu quý với rất nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe tuyến tiền liệt của nam giới. Người bệnh nên chọn mua rễ cây hồng quân tại địa chỉ uy tín, chất lượng để việc điều trị đạt được hiệu quả cao nhất.